Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì chưa đầy 24 giờ sau khi chúng ta phát hiện ra cái lỗi xuất hiện thêm một cái pop-up đó, như bạn có thể thấy ở đây, mình bật lại đó và chúng ta xuất hiện thêm một cái pop-up như thế này, thì Apple cũng đã cập nhật thêm cho chúng ta một cái phiên bản cập nhật mới, đó chính là iOS 12 Developer Beta 12. Và tương tự như vậy thì cái bản public cũng sẽ có một cái phiên bản cập nhật mới, và mình nghĩ thì cơ bản cái bản cập nhật này sẽ tập trung vào cái việc sửa chữa hiện lên một cái pop-up yêu cầu cập nhật cái phiên bản mới như thế này đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật đó. Mình sẽ truy cập vào phần cài đặt, và ở đây chúng ta sẽ có cài đặt chung cập nhật phần mềm. Đó, như bạn có thể thấy thì iOS 12 Developer Beta 12, và sẽ còn 31 phút nữa để nó có thể tải về và cập nhật. Đó, và chúng ta sẽ cùng tải về và cập nhật để thử xem là nó có fix được cái lỗi mà hôm qua mình có chia sẻ không nha. Và nếu như các bạn có muốn biết được cái cách khắc phục lỗi như thế nào thì hãy click vào chữ Y ở bên góc phải phía trên cùng của màn hình người có thể tiện theo dõi. Mà mình nghĩ thì nếu như chúng ta cập nhật lên rồi thì các bạn đã có thể fix được rồi đó, nhưng mà các bạn có thể xem một lần để ủng hộ cho mình một view chẳng hạn đó. Rất cảm ơn các bạn. Và trong lúc chờ nó cập nhật thì mình cũng đã tiến hành đo cái điểm hiệu năng GarageBand 4 ở trên chiếc iPhone 5S của mình đó. Và ở đây ở một history CPU thì chúng ta sẽ có 1259 đó, như bạn có thể thấy điểm hiệu năng mình có ở đây. Và tí nữa sau khi cập nhật lên xong thì mình sẽ tiến hành đo lại một lần nữa, và chúng ta sẽ thử so sánh xem là cái bản này ngoài fix cái lỗi mà mình đã nói thì nó có cải thiện về mặt hiệu năng không nha. Ok, và sau khi mình đã cập nhật lên cái phiên bản iOS 12 Developer Beta 12 thì bây giờ mình sẽ không còn xuất hiện cái pop-up như lúc nãy nữa. Đó, như bạn có thể thấy ở đây mình hoàn toàn trống và sẽ không xuất hiện cái pop-up là yêu cầu cập nhật một cái phiên bản hệ điều hành iOS mới. Thì đây sẽ là một cái bước fix lỗi của Apple trên cái phiên bản iOS 12 Developer Beta 12 này. Và tương tự như vậy, cái phiên bản public cũng sẽ có một cái bản cập nhật và nó cũng sẽ fix cái lỗi tương tự như các bạn đang gặp phải. Thì mình cũng không chắc rằng trên cái phiên bản iOS 12 Developer Beta 12 này nó có cái lỗi gì phát sinh hay không. Tại vì với cái phiên bản Beta 11 thì sau khi mình update khoảng 3-4 ngày gì đó nó mới phát sinh ra thêm một cái lỗi như vậy đó. Thì mình sẽ đi qua với GarageBand 4 và mình có đo hiệu năng của chiếc máy của mình. Như bạn có thể thấy ở đây, lúc nãy là trên cái phiên bản Beta 11 chúng ta sẽ có 1259 điểm single core và 2152 điểm multi core. Thì với cái phiên bản Beta 12 thì chúng ta sẽ có cải thiện hơn một tí xíu, là lên 1321 so với single core và 2270 so với multi core. Thì đây sẽ là những cái điểm hiệu năng mà mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên thì thông qua cái điểm hiệu năng này thì mình cũng có để ý rằng là Apple cũng đã cải thiện về hiệu năng trên chiếc iPhone 5S rất là cổ lưu sĩ của mình rồi đó. Và trên cái phiên bản Beta 12 này nó cũng sẽ không có cái điểm gì khác biệt so với Beta 11, mà nó cũng không có những cái điểm gì mà Apple thêm vào, và chủ yếu hạn chỉ tập trung vào việc fix cái lỗi mà chúng ta đã gặp phải đó. Thì đây sẽ là một cái lỗi quan trọng nhất. Và như các bạn cũng có thể thấy ở ngoài màn hình home screen của mình thì cũng đúng là ngày 1 tháng 9, chứ mình không hề đổi ngày đó. Và ngày mai thì cũng là lễ Quốc khánh 2 tháng 9 rồi, và với cái bản cập nhật này thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ sử dụng thoải mái nhất có thể và vui một cái ngày lễ 2 tháng 9 thật là lành mạnh và thoải mái bên gia đình và người thân. Và nếu như thấy video này hữu ích cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ôi, mình khô lắm các bạn ơi. Về quê chơi mà anh Apple cứ hành mình mãi, 6 giờ sáng là phải thức dậy là để quay cái clip này rồi, mình dính phải loa phường cho nên là không thể quay cho các bạn được. Tới bây giờ mới hoàn thành xong, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.